Tập 7. Sếp Khương, chắc anh cũng biết tôi rất trung thành, tôi thực sự không uống được hồng trà. Tốt mà. Điều này sẽ khiến cậu tập trung hơn. Nhưng có lúc chưa chắc. Sếp Khương, có lời gì thì anh có thể nói thẳng đi. Kỹ sư Đồng, dự án phân loại hậu cần của nhóm B tiến triển không thuận lợi lắm. Nhưng suy nghĩ lại thì rất chính xác. Nhưng trên thực tế, khả năng thực hành của nhóm B không bằng nhóm A các cậu. Cậu có thể dẫn dắt nhóm A hỗ trợ nhóm B, giúp kỹ sư Lý làm khung dự án có được không? Đầu tiên tôi rất muốn giúp kỹ sư Lý và cả nhóm B. Nhưng vấn đề hiện giờ là dự án hệ thống tự lái đã tiến vào một giai đoạn rất quan trọng. Ông chủ à, tôi thực sự không rút thời gian được. Điều này đúng là rất quan trọng. Tôi cũng biết các cậu tăng ca 3 ngày 3 đêm liên tiếp. Các phòng khác cũng rất khâm phục tinh thần của các cậu. Nhưng khâm phục thì khâm phục, chúng tôi vẫn phải xem kết quả thế nào. Có phải giám đốc Hứa nói gì với anh không? Việc này không quan trọng. Các cậu liên tục chuẩn bị như vậy nhưng vẫn không có đột phá gì. Kết quả rất dễ thấy. Vậy nên không bằng cậu rút một đội tinh anh đến nhóm B đi. Như vậy cũng gia nhập vào dự án phân loại hậu cần trước. Tôi có thể nói cho các công ty biết cậu đã hy sinh vì lợi ích của công ty. Làm vậy vừa giữ được mặt mũi, vừa có thể đi tiếp một cách hợp lý. Sếp Khương, tôi nghĩ mình phải nói rõ ràng chuyện này. Đầu tiên chúng ta đã bàn bạc xong chuyện này rồi, có đúng không? Tôi vẫn còn thời gian mà. Còn nữa Sếp Khương, phiền anh chuyển lời đến trợ thủ đắc lực của mình rằng tôi vẫn chưa thua đâu. Nghiêm túc thế làm gì chứ? Vậy cậu tiếp tục cố gắng đi. Cảm ơn Sếp Khương. Anna, lại đây, giúp tôi tiếp khách một chút nha. Được, tôi giới thiệu cho cô nha. Được rồi. Đại ca, tôi còn đi làm mà. Sao vậy, đang bận đây? Tôi nói cậu nghe, tôi mua một đống đồ đích thân gửi đến ký túc xá của cô ấy. Tôi chân thành như vậy rồi sao cô ấy không có tín hiệu nào vậy? Nếu cô ấy tỏ thái độ thì là cô ấy chấp nhận tấm lòng của cậu rồi. Giờ cô ấy đang làm giá với cậu, đây là trò kéo co. Nếu cậu tỏ rõ thái độ thì chắc chắn cậu thua trước. Thật sao? Vậy tôi phải làm thế nào? Lạc mày buộc chặt, ôm cây đợi thỏ. Cậu có đáng tin không vậy? Thôi, không nói chuyện với cậu nữa. Anh Giả, cho anh nè. Bạn đang xem phim được chiếu tại ifilm.org. Ai đó? Thầy Quách, bút lông của tôi rớt xuống dưới rồi, không cách nào tìm được. Rớt hả? Để tôi nhận giúp cô. Rớt bên nào? Cảm ơn nha, không có gì. Rớt ở đâu? Không biết nữa. Thật ngại quá, xin lỗi. Xin lỗi nha. Tìm một lúc lâu rồi, ở bên này nè. Ở bên này, để tôi lấy cho cô. Được rồi. Thầy Quách, thầy chân dài tay dài, tỷ lệ cơ thể đẹp thật đó. Ý tôi là chỉ có thầy mới làm được thôi. Là cái này đúng không? Đúng rồi, cảm ơn. Không có gì. Làm gì đó? Làm gì vậy? Cô Tống, bút của cô Thôi rơi xuống dưới nên tôi nhặt giúp. Đúng, nhặt bút sao? Vừa mới nhặt lên. Chủ nhiệm Tô bảo thầy tới phòng mấy ngay. Thầy muốn đi ngay hay là muốn nhặt bút thêm tí nữa rồi hãy đi? Bây giờ tôi đi ngay. Sao bây giờ mới đến? Chuyện gì thế? Ngại lắm, nhặt cả buổi rồi. Cô cứ để thầy nhặt giúp cô thế sao?
Xin lỗi nha, phiền hai người tránh một chút, đừng để bị dính phải. Tôi mang giày cao gót, còn cầm nhiều đồ nữa. Phiền kỹ sư Đồng nhường đường một chút. Nhiều đường như vậy mà cô cứ đâm thẳng, còn bảo tôi nhường sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Cũng đúng, giám đốc Hứa giỏi việc, giả ngốc mà. Thư ký Dương, để tôi giúp cô. Nào, cảm ơn. Này, đợi đã. Sao nữa, tôi đi qua còn không được sao? Giám đốc Hứa à, váy của cô, xin lỗi nha, đến máy in mà cũng không chịu nổi cô. Thư ký Dương, cô phải đi xin lỗi giám đốc Hứa đi, nếu không thì lát nữa quản lý gọi cô đến nói chuyện đó nha. Xin lỗi giám đốc Hứa. Chủ nhiệm Quách Sung à, sao cậu cứ như học sinh phạm lỗi vậy? Chủ nhiệm, bài giảng trực tiếp lần trước bị hỏng vì lý do cá nhân của tôi. Tôi thực sự rất áy náy. Tôi không còn mặt mũi nào đối diện với thầy. Người đâu phải thánh đâu, sao có thể hoàn hảo không chút sai sót chứ. Tôi sẽ tìm thêm cơ hội cho cậu. Cảm ơn chủ nhiệm. Được rồi, giảng bài cho tốt đi. Chịu trách nhiệm với học trò của cậu chính là sự biết ơn của cậu đó. Cô Thôi, chúng tôi nghe nói về chuyện lúc trưa cả rồi. Lúc nào nhớ mà chúng tôi uống rượu mừng của cô và thầy Quách nha. Phải đó, các cô đừng nói bậy mà. Tôi và thầy Quách chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi. Cô Thôi à, tôi thấy đó, cô không tự tin vào bản thân mình chút nào. Thầy Quách đối xử với cô thế nào, mấy người chúng tôi đều nhìn ra hết. Thật sao? Chỉ là thầy Quách xấu hổ quá, đàn ông đàn an mà lại ngại ngùng thế kia. Rõ ràng là thầy ấy thích cô mà. Cô và thầy Quách rất hợp nhau. Hai người đó chỉ cần một chút thời cơ nữa thôi. Phải. Anh Kỳ Sâm, anh có thời gian không? Em muốn nói chuyện với anh. Được thôi, đi thôi. Quan gia của cậu tan làm rồi, cậu tính khi nào đi đây? Cậu đợi mình một chút đi, mình trả lời xong tài liệu khẩn là chúng ta có thể tan làm. Mình nghĩ cậu phải cẩn thận hơn. Nếu không phải hôm nay mình đến cứu cậu thì buổi chiều cậu làm gì bằng cách nào đây? Đột nhiên mình thấy người này có vấn đề. Vấn đề gì? Có phải là anh ta thích cậu không? Cậu nghĩ đi. Lúc ở Tam Á, anh ta vào phòng cậu, ngủ trên giường cậu, lại cố ý tranh chấp với cậu ở công ty để thu hút sự chú ý của cậu. Trước đây là kéo khóa nội y, giờ lại xé quần áo của cậu nữa. Chắc chắn là anh ta thích cậu rồi. Chị Nhạc ơi, đừng có dệt chuyện nữa. Cậu đang viết kịch bản đó sao? Lát nữa mình mời cậu một bữa thật lớn, xem như là cảm ơn cậu mang đồ đến cho mình. Được thôi, ăn gì nào? Nhà hàng mấy sao? Cậu đừng lừa dối tình cảm của mình nha. Thượng Hải đoạn khuya chọn tỷ ý. Nhưng mà cậu nhanh đi. Chúng ta vẫn theo quy tắc cũ, tiết mục cũ nha. Các anh em tim liền tim. Sau khi nói xong có gì không vui, không thoải mái cứ nói ra hết. Sau khi xong rồi chúng ta cùng ăn cùng uống. Vậy tôi nói trước nha. Hôm nay tiểu ưu dừng.
Cái này thì không cần nói. Tại sao lại không nói chứ? Dựa vào đâu mà cậu nói cái này? Cuộc đời như bộ phim dài tập, còn đời cậu thì như phim hoạt hình vậy. Cậu biến đi. Biến biến. Tôi không nói nữa. Đừng cười nữa đến cậu đó. Hôm nay Khương Mập tìm tôi nói chuyện rất lâu. Anh ta biết chuyện thí nghiệm của tôi thất bại rồi. Bởi vì nữ ma đầu đó. Đây là nhà hàng tuyệt sắc của cậu sao? Đúng. Hai cô đến rồi hả? Mời bên này. Nè nào, vào trong đi. Mời vào. Để tôi thêm hai cái ghế cho mọi người nha. Đúng thật là có đủ ngũ độc. Không phải hai người đi cùng với Tử Đồng sao? Chúng tôi không đi chung. Chúng ta đổi tiệm khác đi. Cứ ăn ở đây đi. Nè nè, ngồi đi. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Xem thực đơn đi. Có món gì ngon không? Cô xem thực đơn xem muốn ăn cái gì. Hay là giống lần trước đi. Được, lần trước nha. Lần trước? Lần trước có chuyện gì? Chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ thôi. Không tình cờ gặp gỡ đơn giản vậy đâu. Cậu được rồi đó nha. Tình hình của mình và anh ta đâu phải cậu không biết. Đương nhiên là mình không biết rồi. Quan gia quan hỷ mà. Thương nhau lắm các nhà đau. Ai biết bí mật động trời gì chứ. Quan gia quan hỷ. Có muốn mình gọi Lý Kỳ Sâm qua đây không? Nè chị Hai. Chị Hai à. Nhưng cậu có biết Khương Đại Hải, Khương Mập tại sao lại gọi tôi nói chuyện không? Chính là do bạn học cũ của cậu đó. Hứa Đa không phải loại người đó. Tôi biết cô ấy nhiều năm rồi. Quách lão nhị tại sao phải nói giúp cô ta? Cậu nói cho ai nghe vậy? Chúng ta đợi chỗ khác đi. Đừng đến đây ăn nữa. Đi. Tại sao chúng ta phải đi chứ? Muốn đi thì họ phải đi. Thật là ngại quá. Đoàn mà lúc nãy hai người gọi đã bán hết rồi. Không phải xin que cho anh ngon nhất sao? Đúng là ngon lắm. Nhưng vừa có một nhóm người gọi, trong chốc lát đang hết rồi. Thiên Thiến, hay là chúng ta đổi quán khác đi. Chỗ chúng tôi có mì đó. Hay là mọi người ăn một bát mì nha. Mì thì mì. Ông chủ đem mì lên. Vậy muốn ăn gì gì đây? Cái gì cũng được. Được thôi. Cậu có chuyện gì vậy? Bây giờ chúng ta đi là thua cuộc đó. Đồng, nghe thấy không? Xin nước hết rồi. Hết đồ ăn rồi. Có biết cái này gọi là gì không? Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Cạn nào. Một đám đàn ông thối tha. Trẻ con. Tôi thấy bên chỗ họ cũng chẳng có cái gì ăn. Hay là gọi họ qua đây ăn cùng đi. Xem nhìn đến mặt tôi có được không? Hứa Đa, anh là ai vậy? Qua bên chúng tôi ăn đi. Cái gì cũng có hết. Không đi. Nào qua đây đi. Nhanh lên. Qua đi. Không đi mà. Qua đi. Nếu như các người mời chúng tôi thì chúng tôi không khách sáo. Nhưng được tưởng chúng tôi ăn của các người một bữa thì chúng ta sẽ thành bạn. Chúng tôi ăn xong sẽ đi. Tiền ăn cũng có thể chia đôi. Tôi nể mặt Thiến Thiến. Không thì tôi cũng không ngồi đây đâu. Hứa Đa, ăn đi. Không thì lát nữa mấy xiên này nguội hết đó. Trông dáng vẻ của anh thất tình thật rồi hả? Cô có ăn không? Ăn cũng không chặn được cái miệng của cô. Tôi đâu có ăn, tôi đang uống bia. Đồng à, cậu cũng uống ít thôi. Gần đây không thấy cậu ăn cơm đàng hoàng đó. Đồng Ngữ, hay là anh ăn chút gì đi. Hứa Đa, tôi nói cô biết. Sao vậy? Sao ngủ mất rồi? Tự lực của cậu ta vậy đó. Giả giờ say à? Lúc này không cần giả giờ đâu. Sao tôi đập nhanh vậy? Không sao chứ. Đồng Ngữ à? Đồng Ngữ. Đồng Ngữ à? Nè. Không sao chứ. Gọi cấp cứu đi nhanh lên. Đến bệnh viện đi. Gọi cấp cứu. Được rồi, đợi một chút. Tôi xem. Chúng tôi cấp cứu đó. Cô là gì? Bạch Băng Ninh, khoa nội, khoa chủ nhiệm khoa. Bác sĩ hả?
Vào trong đi. Thật ngại quá, mọi người không thể vào. Cậu nói xem làm sao vậy chứ? Đang yên đang lành, tại sao đồng ngữ lại ngã xuống? Tuần trước cô ấy bận rộn không nghỉ ngơi gì cả. Tiếp tục như vậy chắc chắn không được. Ai là người nhà của đồng ngữ? Là tôi. Bệnh nhân không sao, chỉ là tình trạng sức khỏe không được tốt. Xuất hiện tình trạng tụt huyết áp dẫn đến đột quỵ, cho nên mới dẫn đến tình trạng ngất khi nãy. Sau này phải bảo anh ấy chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều hơn. Ai là người nhà của bệnh nhân thì đi làm thủ tục nhập viện đi. Được, tôi đi. Không có gì đáng ngại, vậy thì đi thôi. Ở đây mà không có ai thì không ổn đâu. Hay là đợi họ quay lại đi. Cậu quan tâm anh ta làm gì? Người nhà hả? Thiến Thiến, bây giờ anh ấy là bệnh nhân đó. Bệnh nhân? Mẹ mình gọi, mình đi nghe cái đã. Bác sĩ Bạch, khi nào thì anh ấy tỉnh lại? Có lẽ cần phải một thời gian nữa. Cô ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi. Ăn đi. Bố mẹ à, bắt đầu từ giờ bố mẹ đừng hút thuốc con nữa. Con hẹn hò rồi. Thật sao? Để con cho mọi người xem. Sáng nay vừa mới gửi qua đó. Chào chú dì. Kỳ nghỉ quốc khánh này dì bận công việc, không thể cùng đồng ngữ về nhà thăm hai bác. Hiểu chuyện gì à? Mẹ muốn gọi video cho cô gái đó. Mẹ muốn xem mặt con bé. Cũng có thể trực tiếp hỏi thăm con bé. Mau lên. Người ta đang bận làm việc mà. Hỏi đi, để con thử xem. Mau lên. Thật ngại quá, làm phiền một chút. Tôi không phải người xấu, đừng căng thẳng nha. Tôi chỉ nói một câu thôi. Chính là tôi giả giờ là bạn gái của bạn tôi, gửi tin nhắn cho mẹ cô ấy, dỗ dành bác gái. Nhưng vấn đề bây giờ là mẹ cô ấy vui quá nên muốn gọi điện qua xem mặt. Vậy không phải là lỗi hết sao? Có thể nghe máy giúp tôi không vậy? Hai anh gạt người lớn như vậy không tốt đâu. Đúng là không tốt, nhưng mà vấn đề bây giờ là tìm bạn gái rất khó. Giang hồ cứu nguy có được không? Cho dù là nói dối thì cũng là nói dối thiện ý, đúng không? Cảm ơn nha, cảm ơn. Xin chào dì, con là Đồng Đồng, bạn gái của Đồng. Có rảnh thì đến nhà chơi nha. Được rồi, không làm phiền em làm việc nữa, cảm ơn nha. Tạm biệt, mẹ chào một tiếng đi. Tạm biệt. Được rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn, cảm ơn, tạm biệt, tạm biệt. Cảm ơn. Có chuyện gì vậy? Làm phiền buông tay tôi ra. Cánh tay tê hết rồi. Có phải lúc trước chúng ta từng gọi video cho nhau không? Cái gì? Lần gọi điện có bố mẹ tôi đó. Bác sĩ à, có phải đảo anh ta có vấn đề không? Không, tôi không đùa với cô. Hứa Tiểu Phi người gọi video cho tôi đó. Chính là người mà chúng ta cùng ăn cơm, bạn tôi. Ai là Hứa Tiểu Phi tôi còn không biết nữa. Đã còn nhiều năm trước nữa chứ. Bác sĩ à, có lẽ đảo anh ta có vấn đề thật rồi. Chỗ này có chụp các lớp não hay là có thể kiểm tra gì cho anh ấy không? Cái này cô không cần lo. Có thể giờ cơ thể anh ấy vẫn chưa ổn định, sẽ sinh ra ảo giác. Bình thường cả thôi, nghỉ ngơi nhiều là được.
Thật sự chưa từng gặp sao? Dùng cách này để tiếp cận cũng thú vị lắm đó. Anh vừa nằm mơ hả? Chẳng trách anh cứ nắm tay bạn gái của mình mãi. Bạn gái của anh cũng không dám buông ra. Bác sĩ đừng hiểu lầm, tôi không phải là bạn gái của anh ta. Hai chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, không thân thiết lắm. Quan hệ thậm chí còn rất bình thường. Xa lạ, vô cùng xa lạ. Hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ của bác sĩ Bạch, nhưng bệnh viện đã đặc biệt gọi cho cô ấy đến kiểm tra cho anh. Anh phải cảm ơn người ta đó. Không cần cảm ơn, đó là bổn phận của một bác sĩ. Anh yên tâm nghỉ ngơi là được rồi. Cảm ơn cô, bác sĩ Bạch. Alo, chỗ này có người lại chăm sóc. Được, vậy tôi tắt máy. Sao vậy bác sĩ? Hết thời gian thông bệnh rồi. Bạn bè của anh bị Lễ Tân ngăn lại. Sao vậy? Họ phải vào đây thay tôi chứ. Bác sĩ Bạch nói trong phòng bệnh đã có người chăm sóc. Các anh còn phải lo gì nữa? Cô gái trước mặt ơi, cô gì ơi? Hết thời gian thông bệnh rồi, cô đi đâu vậy? Phòng 303. Sao là 303 nữa? Ai về nhà nấy đi. Hết thời gian thông bệnh rồi, bọn tôi cũng bị ngăn lại đây. Ba các anh cố ý đúng không? Mua bữa đêm làm gì chứ, ăn mua xấu gì? Ai cố ý, cô tự chúng tôi muốn để đồng ở cùng với vị kia nhà cô sao? Bọn tôi còn chịu thiệt đó. Anh ta thì chịu thiệt cái gì chứ? Anh ta cũng có tiền án. Vị nhà cô mới có tiền án đó. Chỗ này là bệnh viện, mấy người muốn cãi nhau thì ra ngoài đi. Mau về đi. Đây là quy định của bệnh viện. Hết thời gian thăm bệnh thì chỉ có một người nhà của bệnh nhân được ở lại. Cô không phải là bạn gái của anh ta sao? Không phải, tôi vừa giải thích rồi, tôi không phải bạn gái anh ta. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp vô cùng bình thường. Hơn nữa quan hệ còn không được tốt cho lắm. Đúng vậy, cô để tôi chăm sóc anh ta, sao được chứ? Không sao, nếu cô không muốn chăm thì có thể đi ra ngay bây giờ. Nói cho cô biết tôi khỏe vô cùng được chưa? Xin lỗi nha, tôi đã hiểu lầm hai người. Nhưng tối nay đành phiền cô lại chăm sóc cho anh ấy. Lát nữa sau khi trị nước xong, cô ấn đèn thì sẽ có y tá qua. Tôi còn phải sang phòng bệnh khác. Tôi đi trước đi. Anh cố gắng nghỉ ngơi nha. Bác sĩ vất vả rồi. Quy định giới hướng dẫn gì không biết nữa. Hứa Đa, lần này chỉ có thể nhờ cậu thôi. Ngày mai bọn tôi cùng cảm ơn cậu. Đa Đa, đi biết sớm như thế thì mình có chết cũng không dứt cậu ở lại một mình. Đa Đa, cậu kiên trì một đêm, mai về nhà mình đủ dưỡng xuôi cho. Còn nữa, tối nay mình không ngủ, trực với cậu. Có nguy hiểm gì thì cho mình biết, mình bắt cảnh sát giúp cậu. Chuyện gì mà vui vậy? Chia sẻ chút đi. Anh không thấy tôi ngồi đây chăm sóc anh? Đó là chuyện cười rung trời rồi hả? Chuyện cười đó thì khỏi cần chia sẻ. Tôi sợ mình cười nhiều quá chết lúc nào không hay. Được thôi, đó là anh nói đó nha. Tôi nói đó thì sao? Tưởng cô định đi mà. Đừng hiểu lầm. Tôi sợ tôi đi thật, anh lại chết ở đây. Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty chúng ta. Cô có chắc chắn tối nay sẽ làm người chăm sóc tôi chứ? Sao hả? Giờ tôi muốn đi vệ sinh. Sao vậy? Mũi kim. Cô cứ dạch thẳng chăng như vậy, lỡ bên trong tôi chưa mặc quần thì sao? Nếu là vậy thật thì chúng ta bác sĩ Bạch đã kiểm tra rồi. Bác sĩ Bạch còn nhìn được, sao tôi không thể nhìn được? Cô cũng cởi mở quá đó. Nào nào.
Ai giở trò lưu manh? Tôi gọi anh lâu như vậy rồi sao không trả lời? Tiếng vừa nãy là gì? Gió thổi sập cửa, cô quan tâm tôi thế sao? Ngã chết anh luôn đi. Nè, chị hai từ từ thôi, dây trụy nước kìa. Ai là chị hai của anh chứ? Cẩn thận. Cảm ơn cô y tá. Được cái sáu. Được rồi, gây chuyện đã xong, vệ sinh cũng đã xong. Mệt mỏi cả ngày rồi, ngủ đi. Có chuyện gì thì gọi tôi. Cô qua đây đi. Qua đây. Sao vậy? Anh mà động tay tí nữa là tôi sẽ báo cảnh sát đó. Cô nghĩ gì vậy? Cô không cho tôi ngủ sao? Ngủ mà không cởi quần áo sao? Trông cô lắm chuyện chưa kìa. Không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa. Tôi thật hối hận khi lại chăm sóc anh. Tôi cũng hối hận để cô xem thí nghiệm của tôi. Tôi lười giải thích lắm nhưng tôi không nói cho Khương Đại Hải biết. Quan hệ của hai người, tôi hiểu mà. Quan hệ của chúng tôi thế nào? Tôi không hiểu. Cô nói xem. Nè, cô định làm gì? Tôi cảnh cáo anh, đừng có ăn nói bậy bạ. Nếu tôi nói sai thì cô bận tâm thế làm gì? Lại còn tức giận. Lúc nào anh cũng không nói có. Tôi chỉ có thể hiểu rằng anh đang khích tôi, cố ý để tôi phải đến gần anh hơn. Anh đang ghen đúng không? Tôi... Tôi mù sao? Anh hết lần này tới lần khác bới móc tôi. Tôi chỉ muốn hỏi anh tại sao vậy? Anh quan tâm tôi xếp Hương đến mức vậy sao? Anh bận tâm đến tôi thế hả? Phải. Tôi rất bận tâm đấy cô. Vì cô là vật cản đường của tôi, sao tôi có thể làm lơ cô được? Chính là nói anh ở Bắc Cực, tôi ở Nam Cực. Hai người chúng ta không phải là người chung thế giới. Tôi cản đường anh cái gì? Cô là chim kết cục nơi Nam Cực trôi dạt đến Bắc Cực. Gặp phải có Bắc Cực là tôi, tất nhiên tôi phải nuốt trọn cô. Được, anh cứ việc ăn, cẩn thận nghẹn chết đó. Có việc này tôi phải nghiêm túc nói với cô phải hứa với tôi. Nói đi. Chuyện tôi ngất hôm nay không được để bất kỳ ai trong công ty biết. Anh tỉnh rồi hả? Bạn gái anh đã đi rồi. Lát sẽ có một kiểm tra đơn giản, sau đó anh có thể xuất viện. Nhưng sau khi ra viện phải nhớ, công việc bận rộn thế nào cũng phải nhớ nghỉ ngơi. Đừng thức đêm nữa, cũng đừng ngủ lại công ty. Sao cô biết? Đây là lịch làm việc tuần trước của anh. Bạn anh viết cho tôi đó. Thời gian nghỉ ngơi của anh thực sự quá đáng sợ. Bạch Băng Ninh. Bác sĩ Bạch chào cô. Tôi tên là Đồng Ngữ. Tôi biết anh là một người tốt. Sau lần đầu gặp tôi, cô đã biết tôi là người tốt. Ai bảo đây là lần đầu chúng ta gặp nhau? Không có gì, đùa thôi. À, chúng ta kết bạn quy chat đi. Nếu sau khi ra viện anh thấy khó chịu chỗ nào thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Anh nhìn tôi vậy là sao? Tôi đang nghĩ là chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi sao? Đồng Nhi. Đồng Nhi. Nữ ma đầu đâu? Thế này chính là vậy để kịp thời bàn bạc liên quan đến bệnh tình của cậu ấy. Chúng ta có thể kết bạn WeChat không? Tiểu Phi đây là bệnh viện đó, thể hiện gì chứ? Đi.
Tôi độc thân mà, có vấn đề gì đâu. Đừng có phá nữa, nhanh lên. Vậy thì không cần đâu, chúng tôi đã kết bạn rồi. Vậy sao? Hai người làm gì vậy chứ? Cô ấy là bác sĩ, tôi là bệnh nhân, quan tâm tình trạng của tôi thôi. Không kết bạn với người nhà hả? Mà thu dọn đồ đạc rồi về nhà đi, nhanh lên. Cảm ơn cô và bác sĩ Bạch. Tự mình cũng biết kết bạn ha. Cậu tự kết bạn đi, tự thu dọn đi nha, tự thu dọn. Hôm qua hai người không xảy ra chuyện gì chứ? Không có, chỉ ngủ thôi. Ngủ? Trong đầu cậu cả ngày nghĩ cái gì vậy chứ? Anh em cậu khó chịu vậy sao? Hứa Tiểu Phi cũng không đến thăm tôi, mà đó nhiều chuyện. Tôi đã xử lý xong chuyện công ty rồi, để Đàm Tiểu Hàm phụ trách kế hoạch làm việc mấy ngày này của anh. Phía sếp Khương tôi nói là sắp xếp anh đến công ty khác giao lưu. Anh yên tâm, nghỉ phép vài ngày. Đồng Nhi, thật ra tôi cảm thấy hôm qua hai người có rất nhiều chuyện để nói. Quách Lão Nhị, thật ra tôi không có nói gì nhiều với cô ấy. Giữa hai người có quá nhiều hiểu lầm. Cậu xem, nói chuyện thường xuyên nhìn một chút, sóng êm biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Thật ra tối qua là một cơ hội, lỡ như siêu chuyển được thì sao? Thật ra quan hệ hai người dịu xuống đấy, với cậu mà nói cũng là chuyện tốt. Chỉ là áp lực của cậu quá lớn, bạn không tối qua sẽ ngất sao? Tôi lo lắng cho cậu thật đó. Đúng, tôi đồng ý. Đàn con trai có nhu có cương. Tôi biết cậu bán mạng làm việc rồi, nhưng không cần phải bán mạng tới vậy. Cậu nghe tin tức nói đi. Gì mà nhiều người lao lực đến chết không? Cậu nín cái miệng đó đi. Cậu ngậm lại. Im miệng, im miệng. Cậu xem, thế này có được không? Ngày mốt là sinh nhật tôi, hay là tôi mời Hứa Đa đến, cũng xem như là cảm ơn người ta. Dù gì thì người ta cũng mới với cậu cả đêm. Nếu cậu không thể hiện thái độ gì thì tôi xem như cậu đồng ý nha. Nhưng mà phải nói trước, phải nói với cậu và Tiểu Phi. Đồng nhiên về xuất viện cơ thể không ổn. Tiệc của tôi là tiệc sanh dưỡng sinh, không uống rượu chỉ uống trà thôi. Đồng ý. Anh à, bia của anh. Vậy mới đúng chứ. Sinh nhật sẽ uống trà xanh, tất nhiên phải uống bia. Đúng vậy, sinh nhật 34 tuổi của thầy Quách, gấp đôi 17 tuổi thì phải uống gấp đôi. Uống trà gì chứ? Không phải hôm đó chúng ta đã nói là tiền xanh dưỡng sinh sao? Quách Lão Nhị, đây không phải đều là màu xanh sao? Anh uống ít thôi. Phải nói trước, xảy ra chuyện gì thì không tính là tai nạn lao động đâu. Bây giờ là thời gian tan làm mà, sếp Hứa, cô không quản được tôi, với cả cô uống ít thôi. Tôi không giống ai kia, ba ly đã ngã, bắt nhịp đi. Đừng có cúi đầu uống một mình chứ, mà làm việc chính đi. Đi đi. Đi đi. Giám đốc Hứa, tôi qua đây kính cô một ly. Hai người có thể uống, nhưng không cần ly nào cũng cạn. Không cần cạn, mặc kệ. Ly rượu lúc nãy tôi kính cô là kính. Tối đó cô lại chăm sóc tôi bệnh viện, nhưng cô đừng tưởng rằng tối đó cô chăm sóc tôi thì tôi có thể thỏa hiệp với cô ở công ty. Không ai có thể động vào dự án của tôi. Thí nghiệm thất bại hôm đó chỉ là một sơ suất. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi chăm sóc anh một đêm là vì muốn anh thỏa hiệp với tôi sao? Đây là sự hiểu biết của tôi với cô trước nay. Được, tôi không ngờ anh nghĩ tôi như thế. Được, tôi nhận. Nhưng mà ly rượu lúc nãy không đủ cảm ơn tôi chăm sóc anh cả đêm.
Đến cô. Đồng Nhi à, đừng uống nhiều như vậy. Quách lão nhị, cậu mặc kệ tôi đi. Đêm nay cậu cứ phụ trách vui vẻ là được. Được rồi, được rồi, cậu mặc kệ họ đi. Ờ, sinh nhật của tôi mà. Sao không cho tôi quản chứ? Được, được, tôi không quản nữa được chưa? Vậy mấy người uống rượu sao không rủ tôi? Tôi không đồng ý đâu. Còn tôi nữa, tôi cảm thấy thế này. Kính Hứa tiểu thư một ly rượu không thể bỏ qua tôi, phải không? Còn tôi nữa, cùng gia nhập đi. Gì vậy? Hồ nhau ức hiếp Hứa đang nhà tôi sao? Cùng nhau uống đi. Còn đừng nói bậy nha. Ai ức hiếp ai chứ? Chúng tôi chỉ kính rượu. Vậy không được, cùng uống đi. Được thôi, nào nào, cùng nhau. Cùng nhau uống đi. Cùng nhau uống, nào nào. Cùng nhau. Sinh nhật vui vẻ với lão nhị. Sinh nhật vui vẻ. Hứa Đa uống rượu. Uống nhiều vào. Nào nào nào. Cậu không uống rượu bao giờ vậy? Lúc ở một mình thì biết. Chuyện là tôi đi vệ sinh nha. Tôi đi với cậu. Tôi đi nữa. Không cần đâu. Đi một mình được không đó? Nè uống đi. Nào nào. Nào sinh nhật vui vẻ. Cúp điện rồi. Sao đèn lại tắt vậy chứ? Nhân viên à. Nhân viên. Nhân viên. Chúc sinh nhật vui vẻ. Chúc sinh nhật vui vẻ. Chúc Quách lão nhị sinh nhật vui vẻ. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Tôi ước trước nha. Để ước cái đã. Thổi nến đi. Mau thổi nến đi Quách lão nhị. Sao tôi cảm thấy không đúng lắm? Sao lại không đúng? Có gì mà không đúng? Thổi nến đi. Có vấn đề. Vấn đề gì chứ? Quách lão nhị mau lên. Còn đây nữa. Đây nữa. Sinh nhật vui vẻ. Đừng né nha. Đâu có đâu. Nhà Tư Thiến coi tránh ra. Không liên quan tới tôi. Bạn đang xem phim được chiếu tại iFilm.org. Đột nhiên tôi nghĩ, nếu như thời gian có thể dừng lại vào lúc này thì tốt. Buổi tối đó, ánh đèn, men rượu, tiếng cười đùa, sự không vui trên người mỗi người đều tan biến hết. Con người luôn vì niềm vui nhất thời làm cho tê liệt, mà bỏ qua những thứ càng sâu xa hơn. Chờ đến một ngày chợt bừng tỉnh thì đã muộn rồi. Người ta thường nói, đến cực đại sẽ rơi về cực tiểu. Vậy thì những chuyện bất ngờ sẽ ra sau đó đã khiến đêm nay trở thành cực đại. Chuyện hôm qua mọi người đi rồi, không xảy ra chuyện gì cả. Thời gian không còn sớm nữa, nhanh lên đi.
Ở đây sao? Cũng không phải lần đầu mà. Không quen lắm. Rốt cuộc anh có được không? Cô đừng giả vờ nữa. Từ trên tối qua ngủ say không phải cô, mà là tôi.